nhắc đến xứ Kinh Bắc, người ta phải nhắc đến Hội Lim, nơi có những làn điệu quan họ làm say đắm lòng người. Và Kinh Bắc cũng là nơi mà muôn tổ tôm điếm phát triển rất mạnh và thường xuyên được tổ chức tại các lễ hội trong năm. Và năm nay thì nhóm phóng viên Thập Thài là có một chuyến du xuân, cũng đồng thời là làm phóng sự giới thiệu về bộ môn tổ tôm điếm, một môn nghệ thuật chứa đựng nhiều nét đẹp văn hóa đã có từ rất lâu đời của cha ông ta. Ngay khi bước vào khu tổ chức hội, chúng tôi đã thấy ngay bên tay trái là nơi đang diễn ra hội thi tổ tôm điếm. Và thấp thoáng bên cạnh, chúng tôi cũng đã bắt gặp một vài chiếu tổ tôm. Phía bên này thì là nơi dành cho những người chơi tự do. Ở đây chúng ta thấy hiện đang có rất đông các lão niên, những cụ già râu tóc đều đã bạc. Và phía bên kia còn có những thanh niên và trung niên tham gia nữa. Có thể nói thu hút được rất nhiều cái thành phần lứa tuổi tham gia bộ môn này. Như các bạn thấy, khu vực này là nơi trọng tài đang chia bài. Và mỗi quân bài tổ tôm thì ở mặt trước in hình quân bài, mặt sau được in hai câu thơ lục bát tương ứng. Sự thú vị của trò chơi này là có một người sẽ ca những câu nể kiều, một kiểu thơ lục bát để giao bài. Và luật chơi tổ tôm điếm được đánh giá là tương đối là khó. Cho đến hiện tại, chưa có tài liệu nào khẳng định chính xác bộ môn tổ tôm điếm có mặt ở Việt Nam từ bao giờ. Chỉ biết rằng tổ tôm đã trở thành một thú chơi dân gian làm đắm say nhiều thế hệ người Việt. Trò chơi không thể thiếu trong các lễ hội ở khắp các địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Phú Thọ và nhiều tỉnh thành khác, trải dài đến tận vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Theo luật thì bộ bài tổ tôm điếm gồm 120 quân, 5 người đánh. Điếm là chỗ canh gác với 5 điếm khác nhau, thường được tổ chức ở sân đình hay sân chùa của địa phương. Tổ tôm điếm đánh bài và giao bài qua hai trọng tài. Người chơi các điếm điều khiển bằng tiếng trống. Khi điếm có cái đánh cây bài đầu tiên thì trọng tài bài đọc thơ quân bài đánh. Điếm theo vần cánh căn cứ vào bài của mình và quyền ăn hoặc không ăn cây bài đó. Ăn thì đánh trống tùng, không ăn thì đánh trống cắc. Nếu ăn phải có cả phu bí, phu dọc để trọng tài và làng đều biết. Không ăn thì xin bốc bài nọc. Nếu không ăn chuyển cho điếm dưới và cứ tuần tự như vậy cho đến khi điếm u và bài nọc đã bốc đủ mỗi cửa 3 cây. Còn lại 5 cây mà không ai u thì ván đó bài hòa. Và điếm bốc cây cuối cùng là người được cái ở ván tiếp theo. Điểm thú vị nhất là đánh bài thông qua hai người giao bài. Khi hai người đọc những câu lục bát như ngâm kiều, mỗi cây bài của hàng văn vạn sách tương ứng với mỗi câu thơ lục bát khắc họa hình cây bài. Khi nghe một câu thơ thì có thể hình dung ngay được cây bài đó là cây gì. Và căn cứ vào câu thơ mà điếm dùng trống theo luật để ăn, không ăn, phỗng, thiên khai, khàn, trình phu hay ủ. Tổ tôm điếm là trò chơi mang hình ảnh của một xã hội thu nhỏ. Trong đó có các giai tầng xã hội với tuổi tác, tính cách khác nhau. Rất chân thực với đời sống xã hội xưa, đó cũng chỉ là cái nét đẹp mà nét đặc sắc tạo nên sự cuốn hút của bộ môn tổ tôm điếm. Mang tính chất trí tuệ cao, các nước đi như điều binh khiển tướng có sự thiên biến vạn hóa khiến cho các ván chơi như những trận đục bát quái, không có nhàm chán và vì ít sự trùng lặp giữa các ván đấu. Và cuộc chơi có canh đỏ đen như vận số của mỗi người, mang đến những cảm xúc, hy vọng cho những người chơi. Tương truyền rằng đầu năm chơi hội mà ù được một ván đại cực sắc là niềm vui, hạnh phúc
sự may mắn cả năm cho người chơi. Trò chơi này giúp rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, óc sáng tạo, và hơn hết, đây là một trò chơi, một sân chơi bình đẳng, gắn kết con người với con người, tôn vinh tình bằng hữu. Việc đầu tư cho trò chơi này không tốn kém như một số trò chơi khác, chỉ cần một bộ bài và khoảng không gian hẹp là có thể chơi được. Trong dân gian đã lưu truyền hai câu thơ sau: làm trai phải biết tổ tôm, uống trà mọn hạt, ngâm nôm Thúy Kiều. Có thể thấy rằng vai trò tổ tôm trong xã hội xưa đã được khẳng định. Hiện nay với sự chung tay của các vô lão địa phương cùng các cơ quan văn hóa, tổ tôm đang được xem là trọng tâm để bảo tồn và phát triển tại các lễ hội, như một minh chứng cho trí tuệ, nét đẹp văn hóa, nghệ thuật của cha ông ta. Sau cùng là màn tổng kết trao giải, tôn vinh những đội đã đạt giải nhất, giải nhì, và những phần quà nhỏ không thể thiếu với tính chất động viên và cổ vũ phong trào tổ tôm nếm ngày càng phát triển hơn nữa. Một mùa xuân đầy lễ hội đã về trên vùng đất Kinh Bắc. Thật thành xin hẹn gặp lại quý các bằng hữu xa gần trong các phóng sự tiếp theo của chúng tôi.